chứ một phát là hai, đã đến thẳng một mang ngủ là hai đấy, mang ngủ là hai, mà sưng mầm gốc các kiểu linh tinh đánh cả đống. Hello, xin chào cả nhà. Mắt này tí nữa về nhà mà còn keo không? Có keo, keo đen. Keo đen. Cái này được một đen, cái này có cái keo ấy bôi thêm. Keo mà cái này. Luôn cái cơ gì vào. Bôi cho bạn luôn nhé. Chào ông Nguyễn Thị Hân, chào anh Trường. Ok. Bôi thêm tí keo cho. Nó phải như cái này mới đúng này. Ngoài như cái này mới đúng. Cho nó đầy lên đúng không? Đúng. Bạn ngồi đi. Mà yếu. Chào 13 người xem live nha, chào anh Nam nha. Chào Cái Lục Vương. Em về rồi anh trai ơi. Chào Tình Nguyễn. Hello Hoa Lan Bình Minh. Ok, chào anh Tuyến, đẹp trai. Chào anh Kiên Đắng. Chào cả nhà nha. Chào Giáp Tuấn. Chào anh Ngọc Mão. 20 Thái Nguyên, chào Tuấn Anh. Idol gì bạn ơi? Long có gì đâu mà idol. Đấy, đang ươm cắt kỳ, ươm kỳ này các bạn này. Cắt kỳ, ươm kỳ. Hello, xin chào 27 người xem live. Chào cả nhà mình yêu. Chào 28 người xem live. Chào cả nhà mình. Mình này xong hết keo đó. Hello, xin chào tất cả mình cả nhà mình nha. Em này đang cắt kỳ thì biết nó chẳng xài luôn. Đang đây. Đang cắt kỳ xuống kỳ Bảo Duy đó bạn các bạn. Cả nhà mình ơi, đấy Bảo Duy này. Chạy này mua giá rất cao. Giờ cắt xuống được ba mấy mắt. Đấy. Bảo Duy này. Bảo Duy này. Trời ơi, mắt Bảo Duy nó to. Nó to bằng ngón tay luôn cả nhà luôn. Đấy. Sắp sưng luôn. Đó. Anh chị có nhu cầu mua giống Bảo Duy mắt ngủ thì báo Long nha. Toàn mắt đẹp cực kỳ luôn. Mắt này to. Nói chung là đây là ngón tay của Long này. Mắt này cực kỳ to luôn. Đấy. Mắt này. Mắt này tầm khoảng cỡ 3 cm, 4 cm. Rất bự luôn. Chào 36 người xem live nha. Chào Quốc Đài nha, chào anh Hoàn, chào Nguyễn Thái Phương. Keo gì đây? Anh nào vừa hỏi gì đây? Ok, chào 10 triệu, chào Hoa Lan An Nhiên, mắt to Bảo Duy to bằng ngón tay cả nhà. Cái lô kia này sắp xuống, vừa Long vừa cắt xuống là đốt to bằng ngón tay luôn. Đây, đây là ngón tay của Long này. Đó, bằng ngón tay luôn. Đó, mắt rất bự luôn. Này bỏ xuống phát lên luôn. Cực kỳ đẹp. Sưng hết rồi này. Chào Trần Lan Anh. Chào Hải Béo. Chào anh Hải. Mắt ngủ thì đây sắp lên rồi, chắc đây mình cái này mình cắt xuống được 3 tháng rồi. Ra bôi lại keo là để khoảng tầm 2 tháng nữa lên thôi. Giờ bán cho bác nào sưu tầm nó giá rẻ cho mọi người. Inbox đi anh Châu ơi. Đấy. Đấy. Đấy, mắt rất là nhiều mình cắt xuống. Đây như cái này là lên được mọi người này, mình bỏ trong này. Đây. Đây mắt, nhưng mắt đây là lên rồi này. Lên ha. Lên cả nhà. Lên này.
mắt đã lên này. À, mắt lên rể ra quá trời luôn. Ok, mình lâu lâu lên phải giao lưu với tất cả mọi người tương tác chứ cả nhà. Đấy. Đây. Mắt đây lên này. À, ra rể này ha. À, đây là đưa trồng thôi. Chung là rất là nhanh lên. Mình ươm bằng kỹ thuật mới á, cũng khá là nhanh lên. Đây này, đây cho mọi người xem này. À, lên không, lên đẹp, mặt lên đẹp, mặt lên đẹp luôn. À, lên này. Lên 100% luôn, cực kỳ đẹp. Chào Nguyễn, chào bạn Tài nghe. Bạn Tài ăn cơm chưa? Bạn Tài ăn cơm chưa? Chung là mắt lên nhanh, tùy thuộc vào khi lúc mình cắt căn nó đúng thời điểm và cách chăm sóc nữa. Là nó lên rất là nhanh. Và mình cắt đúng đúng thời điểm và cây nó già, nó đủ dưỡng chất, đủ yếu tố, nó sẽ bật lên rất là nhanh thôi. Này, lên này, ươm này. Mắt lên rất là khỏe phải không ạ? Mắt lên rất là khỏe cả nhà này. Mắt lên tự nhiên rất là khỏe. Này. Mắt lên rất là khỏe. Chào 55 người xem like nhá. À, Bảo Duy và các kiểu bạn ơi. Bảo Duy, Khổng Tước, Ngọc Xuân Cước, không tên. Hôm nay có một bạn ở Lâm Đồng xuống lấy mắt ngủ, lấy một số mắt ngủ với lại là Bảo Duy với lại không tên với Vĩnh Khang. Bạn là Linh ở Lâm Đồng. Ok, có mấy bạn trên Lâm Đồng xuống lấy cây cho Tài ạ. Đây là mình cho mọi người ngắm cái vườn của mình nhé. Đấy. Lâu lâu nay mình với livestream một hồi giờ để cho thằng Cao Tùng Huy với mấy đứa em nó like. Hôm nay Long cũng mới đi Hà Nội về cho nên là phải anh em lâu lâu lên phải tương tác trực tiếp để cho nó anh em cho nó chuẩn, chứ không bảo là mình lại không có mặt. Đây là gốc Bảo Duy cả nhà này. Gốc Bảo Duy rất đẹp, rất phê phải không ạ? Đây cái chậu vừa rồi mình mắt cắt trong cái chậu này ra là nhà mình đã nở hoa 2 mùa rồi. Nở hoa 2 mùa rất là đẹp. Đó. Cái vết cắt đây. Đó. Đang lên 2 gốc chà bá lửa luôn. Hy vọng rằng là năm nay chậu này đạt phải thành 4 đến 5 mét. 5 mét tác phẩm Bảo Duy cả nhà này. Đó, mình nuôi nói chung cũng đơn giản thôi, không có phân thuốc gì nhiều cho nên là cây nó lên rất khỏe. Căn bản là cây con giống khỏe thì nó lên kỳ khỏe và lên mầm gốc rất là khỏe. Đây, mầm gốc mình cắt hết rồi, Bảo Duy cắt hết rồi này. Bảo Duy cắt hết này. Này Bảo Duy mình cắt hết rồi, cắt hết sạch sẽ rồi. Cắt để mà làm giống Bảo Duy này. Bảo Duy này. Cắt hết rồi. Cắt giống. Hy vọng rằng này Sơn Nửa Sơn La mình cũng cắt luôn. Chào bạn Công Mến. Chào Nguyễn Ngọc Trường. Chào ok anh Sơn Phạm. Anh Phan Thanh Sơn ơi. Anh bốc giùm cho Long nhá. Long để giả tình yêu cho anh. Nói chung của nhà làm ra với hai nữa là mình cứ chia sẻ cho anh em rẻ chia sẻ rẻ mà lúc lên cũng chia sẻ mà lúc xuống cũng chia sẻ không sao cả. Có con giống trưu tầm đam mê là vui rồi. Chậu Bảo Duy của anh lên bầm gốc. Chậu anh chậu nào em đâu biết đâu. Nào anh lên đây đi gặp em nói chuyện nha. Vâng, anh Hoàng Nam VT inbox cho em nhá. Em đang live stream cho nên là không có tiền. Chào Vĩnh Nam, chào tất cả cả nhà mình. Long nay sẽ thường xuyên live stream và chia sẻ cách chăm lan cũng như là chia sẻ những con giống quý.
Chưa nghỉ chị Thành ơi, em khỏe không? Chào anh trai Super Nguyễn. Nãy giờ em lu bu làm không có có cái thông cảm nha. Mình sẽ bán hàng trực tiếp trên cái fanpage này và sau này sẽ gửi bảo hành và chỉ nhận chịu trách nhiệm một cái fanpage này cả nhà. Còn ngoài ra những cái nick khác của nhân viên của Long hay là bạn bè của, khách hàng đều là giả mạo nha cả nhà. Kể cả nick của mình cũng không bán hàng đâu. Mình chỉ bán trực hàng trực tiếp trên cái fanpage này thôi. Cho nên sau này các anh chị mua hàng thì bảo hành và làm việc chịu trách nhiệm trực tiếp từ cái fanpage của mình nha cả nhà. Và thuộc tài khoản là Hồ Trọng Long. Vâng. Đấy, đây là bạch tuyết cả nhà này. Đó. Tuyết. Cắt hết rồi, em cắt hết sạch, cắt để cắt để xuống giống cả nhà. Đây là cổng tước nhỏ này cả nhà này. Mắt thức cổng tước em rất nhiều nhé, cả nhà có nhu cầu tin bốc cho em nhé, em chia sẻ trả tình yêu cho cả nhà nhé. Ok, Thuần Nguyệt đồ gồ nhá, nhìn phê quá bác ơi. Ok, mảnh đá mảnh nhá. Chào Nguyễn Đại Tâm. Ok anh, thì ok rồi, anh được nhiều giống. Tuyệt vời, anh cây lục vương nha. Chào Huy Lê. Mầm gốc, mùa này là mùa mầm cho nên là cây lên rất nhiều mầm, phải không ạ? Mọi người nhớ cố gắng đầu năm tưới nước và cho con phân đầy đủ cho cây phát triển mạnh nha cả nhà. Đấy. Bùng lai. À, chị có nhu cầu sưu tầm mắt ngủ và mây hồng minh châu này, bạch tuyết này, không tên này, bảo duy này, các kiểu vân vân, cầu trúc này, inbox cho mình nhá. Mình chỉ bán những cây nào mà hoa đã nở tại vườn nhà mình và cây đã sổ hoa tại vườn nhà mình nha cả nhà. Đấy, hoa nở cây cây mùa lai cả nhà này. Không không nguyệt đây vừa rồi mình cắt hết minh châu, mình cắt hết một cắt một loạt không minh châu luôn, cắt hết sạch luôn. Rẻ quá thì mình cắt, mình ươm, mình nhân giống, sau này bán tóc, sau này bán những cây cái giống cho mọi người là giống chuẩn nhất và khỏe nhất. Đây hồng minh châu này mình cắt hết rồi, nó lên kỳ trồng hai kỳ đẹp. Hồng gia lai, hồng gia lai vừa rồi mình cắt có kỳ, kỳ thân quá trời cả nhà này, kỳ rất nhiều. Đây, xòe xanh. À, xoài xanh. À, xoài xanh ở nhà này. À, vừa rồi có mấy bác mua hàng xong rồi nhắn tin lại cho bên em thì một số là khách hàng phản ánh là không phải là khách, không phải có phải người bên em bán hàng này kia không, nhưng mà thực ra thì bọn em bán hàng thì bán hàng từ cái tâm thứ nhất, thứ hai là sản xuất ra để bán được, bán bằng cái thực trạng và thực hiện thực thủ đúng đúng con giống nhà mình sản xuất ra để bán, chứ không bọn em không có đi nhập hay là lấy cái mặt hàng nào khác về bán, cho nên anh chị yên tâm nha, giống chuẩn nha, giống chuẩn nha, cắt mắt ra tại nhà bán nha. Đây qua mày cắt cây cái khủng tước này cũng rất yêu mắt này cả nhà này. Có luôn hoa. Alo, chào em Tùng đẹp trai, em Tùng đẹp trai nha. Hồng Nhật Hà, hồng Phong Nguyệt. Hồng Bồng Lai, hồng Minh Châu. Có đầy đủ nha bạn nha. Mắt của hồng Minh Châu là 2,5 triệu. Còn hồng Nhật Hà thì rẻ thôi. Được, ok, để anh coi thử xem có năm khúc nào Tùng nha. Có năm khúc nào hả? Đang trưng mầm gốc cho lên Tùng này. Đây, Tùng ơi. Tùng mới bảo Duy Tùng này. Bảo Duy của em này. Sưng mầm gốc rồi. Cây này để lên tự nhiên thì không có xịt thuốc Tùng nha. Sưng hai mầm gốc của Tùng nha. Chụp hình cho anh cái nha. Lên hàm gốc, sưng hai mầm gốc rất đẹp Tùng này. Thẳng là đẹp thôi.
Đúng rồi anh Tuyến ơi, chuẩn giống thì cây nó phát triển tốt và rất khỏe anh ạ. À, nhiều người bảo mắt ngủ nó rẻ nó đắt, tại vì sao? Mắt ngủ nó mà rẻ thì chỉ có một là mắt sai, hai là mắt yếu. Không sai thì nó yếu. Chỉ cần của ngon mà của ngon của tốt mà không ai bán rẻ đâu. Chẳng người ta làm ra bằng công sức và mua bằng tiền chứ không phải là gì cả, cho nên là không có ai với của mà rẻ là không có của ngon mà không có của ấy đâu ạ. Chỉ chắc là như vậy ạ. Chào anh Nguyễn Minh Chiến ạ. Em thì không có chuyên bán online và không có nói hay, cho nên là rảnh rỗi thì lên quay giao lưu cho mọi người ngắm cây chơi. Xin chào anh Thành Dũng. Chào bạn Khôi 84 nha. Chào Nguyễn Mạnh Chiến. Chào 50 người xem live. Buổi trưa em xin chúc cả nhà sức khỏe may mắn, sức khỏe bình an nha. Mùa này mầm lên rất là khỏe này. Rất khỏe cả nhà. Theo in phân bón thì em ít khi cho ăn rễ cả nhà này. Rễ, ra rễ. Để anh cắt anh coi thử xem coi cái tùng nhá biết làm khúc nào rồi. À, rễ này rễ, mầm này này chắc em gấu trúc quá em à, năm cái trắng Minh Châu đang lên kỳ luôn. Đấy. Nó mà cây mà nó khỏe nó lên cả kỳ cả bông gốc, nó lên bình thường mà đều ra đều rất là khỏe luôn cả nhà, rất là khỏe luôn. Đây là cây màu xứ Mường lên tự nhiên. Hồ Xuân Bương lên tự nhiên. Ok. Ok Tùng nha, chào Du Tuấn nha. Anh mới đi ra Hà Nội để chữa lưng với Tùng, đi mấy hôm anh mới về xong ít hôm nữa anh ra. Anh ra ngoài rảnh anh sắp xếp lên em chơi nha Tùng nha. Em Tùng Văn Tùng Nguyên là một em ở trai ở Vĩnh Phúc. Chơi lan cũng rất là lâu rồi. Em chăm cây rất là khá đạt cả nhà. Ok em, đây keo đây anh cầm này. À, cổ hương cả nhà lên gốc tự nhiên này. Đây, cổ hương. Lên tự nhiên, mùa này lên tự nhiên rất là cây, lên tự nhiên rất là khỏe. Thôi em vào chỗ bạn em giao dịch với lại bạn em xong em đi ăn cơm buổi trưa. Trưa rồi Linh à. Này, ông có cái lọ keo giờ cầm đi luôn này. Keo này hả? Ừ. Trưa rồi Linh à. Dính hết này. Ừ. Chắc lấy cái gói thuốc bỏ vô trong anh rồi. Em có lấy người cho em. Em có cái giấy cuốn cho anh không? Chào 63 người xem like nha. Đây là bà Linh ủng hộ đây không tên đây này, tiền thật nha, cây thật nha. Đâu cần gì to quá em ạ. À, em dưỡng lại cái thuốc rồi á, kiểm trong phòng nhà kiểm á. Sơn Nguyễn Vinh chơi vì đam mê thôi em ơi. Ok anh Hoàng Nam VT nha. À anh ra ở chung công việc cũng bệnh chữa bệnh nhẹ thôi em à. Đi à em Nguyễn Thị Hân chào anh Linh Nguyễn này. Nguyễn Thị Hân. Biết đâu biết không? Biết. Biết à. Đây. Em rảnh nhau tí. Rảnh nhau tí nữa anh mời em với vợ chồng anh Linh ăn cơm nha. Bán vật tư đổi tên, mới đổi tên Facebook đúng không? À, đúng rồi. Hoa Anh Đào là đổi thành Nguyễn Thị Hân đúng không? Đúng rồi, Hoa Anh Đào Nguyễn Thị Hân. Chào Hoàng Tuấn nha. Chào Hoàng Tuấn, chào Phạm Đức Anh. Cực kỳ khỏe luôn, mắt lớn luôn. Mặt này về vậy. Khỏe. Cây khỏe là cực nhanh lên ạ. Em sang không để anh với anh Linh chờ này. Thực ra thì hôm nay anh Linh với anh có hẹn từ trước rồi, cho nên là anh sang đây cũng không chuẩn bị được gì, cho nên anh không có mời. Nhưng mà
nếu mà em sắp xếp mà sang răng được thì sang đây anh ăn cơm với anh Hận nha. Này mày cuốn cái giấy, em lại cái giấy kia cuốn lại. Là cái giấy ăn cơm á. Chào anh Vũ Thành Tâm nha. À, chào không tên cực kỳ đẹp luôn. Tầm 18 sen. 18 sen và một chậu Bảo Duy cộng với mắt ngủ Bình Khang với lại là Bảo Duy. Anh đưa em bỏ cho nha. Hai cái này hả? Bỏ hết ba cây đây, ba cây này cây. Quấn từng cây riêng không, quấn chung vào. Quấn từ từ từng cây thôi. Quấn nhẹ nhẹ đó, đừng ép chặt vào. Về bôi thêm tỉ keo nữa là cái thôi. Đây bạn Linh ở Lâm Đồng này. Vợ bạn Linh. Xin chào cả nhà. Đây là em trai hai live stream Cao Tùng Huy này. Chào mọi người nhá. Idol giới trẻ thế này không? Idol gì đâu. Idol TikTok, idol của mạng xã hội. Có Huy vừa có ông nào lấy cái Bảo Duy đâu lấy ông Huy? Ông nào mà lấy? Chào lạc lối về tìm về nha. Chào 75 người xem live. Dạ em đang ăn cơm với gia đình rồi. Ok em, anh cảm ơn Hận nhiều nha. Chào 71 người xem live. Buổi trưa ít người xem quá. Trưa? Trưa chắc giờ anh em đi ngủ. Đi ngủ hết à? Rồi. Đấy, bỏ cái bàn. Em lấy bàn bỏ đây chụp hình cái. Phạm Cường, ok, xin chào cả nhà. Chào Trần Hùng BTIV. Chào anh Dương Danh nha. Em sẽ xuống like nha, chào cả nhà nha. Chúc nhà buổi trưa vui vẻ. Chào anh Thành nha. Đông xem giờ, đông xem quá trời. Bán mua bò giống à? Đúng rồi, hôm nay bán lan, bán đất để mua bò giống, chỉ xác chuẩn. Thôi em sẽ xuống live, em chào nhà nha, em dịch với lại bạn em tí.